Ủy ban Nhân dân huyện Đại Lộc vừa tổ chức 17 đợt kiểm tra đối với 9 doanh nghiệp khai thác khoáng sản cát sỏi quản lý bến thủy nội địa và bãi tập kết trên địa bàn, buộc tạm dừng hoạt động nhiều doanh nghiệp vi phạm. Đây là kết quả được báo cáo tại buổi làm việc sáng nay về công tác quản lý tài nguyên và môi trường do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Tân chủ trì. Hiện trên địa bàn huyện Đại Lộc có 5 mỏ khai thác cát sỏi, 1 mỏ đá, 1 mỏ than đá, 3 mỏ đất sét còn thời gian hoạt động. Qua công tác kiểm tra, đoàn kiểm tra liên ngành huyện Đại Lộc đã lập biên bản buộc tạm dừng hoạt động thời gian ngắn để khắc phục tồn tại đối với 5 doanh nghiệp. Tham mưu Ủy ban Nhân dân huyện ban hành quyết định đình chỉ hoạt động 2 doanh nghiệp thời gian 1 tháng. Đề xuất xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty trách nhiệm hữu hạn vật liệu xây dựng Hiệp Hưng, xã Đại Phong về hành vi thuê đất của nhân dân sử dụng không đúng quy định và mở vỉa khai thác không đúng thiết kế. Đề nghị xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty cổ phần Trường Lợi, xã Đại Hồng về hành vi đã cấm mốc các điểm khép góc khu vực được phép khai thác khoáng sản đúng quy cách nhưng chưa đủ về số lượng theo quy định trong giấy phép khai thác khoáng sản. Qua kiểm tra đã đưa công tác quản lý nhà nước về khoáng sản cơ bản đi vào nề nếp, đảm bảo hoạt động khai thác đúng theo quy định của pháp luật.